Ok, trước khi mà xả nước vào trong cái phòng này thì chúng tôi sẽ phải vệ sinh toàn bộ, bởi vì đây là nhà vệ sinh, nó không phải là sạch sẽ như bình thường mà nó cũng có cái gì đấy gọi là hơi bẩn bẩn một tí. Nên là chúng tôi sẽ vệ sinh toàn bộ bằng vim. Đưa cho anh lọ vim nào này. Ok, tẩy rửa bằng vim. Đấy. Thằng Vũ Thượng thì sẽ làm cái chân mà kỳ cọ, còn tôi sẽ làm chân quay và hỗ trợ chúng nó. Ok, chúng tôi đang xả vim và tẩy rửa cho sạch sẽ, sau đó mới xả nước vào. Đánh rửa rất là sạch sẽ, sau đó sẽ xả hết nước vào đây. Đấy, để cho bạn biết được là cái phòng này nó sạch sẽ là chúng tôi mới tắm. Không là rất là nhiều bạn lại bảo chúng tôi tắm trong nhà vệ sinh nó bẩn. Không bẩn đâu, vệ sinh sạch sẽ xong mới tắm, ok? Tắm một lần, chứ không phải tắm hai lần hoặc tắm nhiều lần như các bạn tắm ngoài bể bơi. Đấy, cái sàn nhà với đánh cái bồn cầu kia, bồn cầu là quan trọng nhất bởi vì đây có nhiều vi khuẩn. Đấy, các bạn thể thấy là phòng vệ sinh đã sạch hơn rất là nhiều. Sáng loáng. Tất cả mọi chỗ, ok. Giờ là chúng tôi đang đánh tường để cho sạch hơn nữa. Ok, nhà vệ sinh đã sắp tẩy rửa xong, sắp vệ sinh sạch sẽ xong để tuồn nước vào. Và trước khi tuồn nước vào, chúng tôi sẽ phải dán cái phòng này lại. Đây là cái cửa mà nước nó sẽ trào ra, ok. Bây giờ chúng tôi sẽ dùng một cái tấm gỗ để ngăn qua, sau đó mới xả nước vào bên trong được. Nam lấy gỗ cho anh Nam rồi. Đây là tấm gỗ mà tôi phải đặt mua ngăn nước. Mấy triệu đấy. Ok. Vì mấy triệu căng quá, tấm gỗ này có hơn 2 lít thôi. Rồi đặt vào cho anh nào. À từ nữa, để ngoài để thượng nó tẩy rửa xong á. Sạch sẽ được rồi. Sắp sạch rồi. Đánh tường đi. Đó, tường chỗ nào bẩn thì các anh. Mấy chỗ này đánh hết chưa? Đánh hết rồi. Đây này, bên này đánh chưa? Đấy, đánh hết đi. Ổ điện phải đánh không anh? Hả? Ổ điện phải đánh không? Có, xuống đánh ổ điện đi. Em xịt vào trong đánh đi. Ôi, giật cho. Đấy, các bạn thấy nước nào sướng không? Mình ra mình khẩu trang để đỡ bị hơi của mùi vim. Anh em trong đây thì làm vất vả có ra đừng có cười. Đây là các bạn đấy. Biết là khu này nó tốt như thế nào. À đây là kính bơi. Đấy, chiếc kính bơi mà tôi dùng ở trong clip này. Mua hơn triệu ấy, rất là đắt. Đấy. À, đánh cho cái gương của cho sạch để anh em soi gương. Bỏ đánh đi. Ok, đây là tấm gỗ mà chúng tôi đã nẹp vào rất là chắc chắn. Nẹp vào để chặn nước. Nhưng mà thế này nước nó vẫn bị ra nên là ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn một cái súng bắn keo. Đây là keo bê tông. Rồi, bây giờ thì bắn nó vào để cho nó chắc. Bịt hết lỗ lại để tí xả nước ra không bị hao nước. Còn đây là cái tấm gỗ tôi bịt ở cửa để tránh nước bị trào ra ngoài. Buộc dây vào cho chắc. Just begun.
Tôi đang bơm bóng bay nước vào trong đây. Rất là nhiều bóng bay nước. Hơn 5.000 quả. Cười vãi à? Mày à? Cười á? Chết mà chị bơi. Nhưng mà tôi cũng cảm thấy rất là vui. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của tôi. Chào các bạn. Bye bye.